Xin kính chào quý vị bà con và các bạn này. Chào mừng quý vị bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Văn Nam TV. Và hôm nay thì Nam lại tiếp tục chia sẻ đến quý vị anh chị bà con và các bạn một cái video clip. Thì cái video clip này thì Nam làm với cái mục đích là cung cấp đến cho quý vị bà con và các bạn là những cái thông tin, đó là tối hôm qua vào lúc 22 giờ anh chị thì Nam có nhận được một thông tin từ một anh ở Hà Nội anh chị các bạn. Thì anh nói rằng là anh rất là mê cây đào thất thốn và anh hỏi rằng nếu có gần anh sẽ mua một cây. Thì quý vị và bà con các bác có thể biết được cái mục đích của Nam làm cái video này là cái gì nhá. Thì bây giờ Nam sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị bà con anh chị và các bạn, và đặc biệt là các nghệ nhân, những người mà trồng đào trồng hoa, thì chúng ta sẽ có một cái thứ đến Nam sẽ gửi đến anh chị các bạn một thông tin rất là quý. Và xin mời quý vị và các bạn là cùng Nam trải nghiệm, và Nam sẽ vừa review cây đào vừa sẽ chia sẻ đến quý vị bà con các bác và bà con một cái thông tin nhé. Vâng, thưa quý vị bà con và các bạn, sáng nay thì là ngày 30 tháng chạp, tức là hôm nay thì còn một khoảng mấy tiếng nữa thôi thì những cái đào, cái hoa đã được về với lại người chơi. Và hôm nay thì Nam để tiếp tục chia sẻ đến anh chị và các bạn với cái mục đích là một cái thông tin. Có lẽ đây là những cái thông tin mà rất nhiều những người trồng đào, những nghệ nhân trồng đào và đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh về đào có thể biết được. Nam nhận được một cái cú điện thoại, đó là một anh ấy xem trên cái video clip của Nam, thì anh ấy nói đây là một cây đào rất là đáng giá chơi anh chị nhá, và rất là đẹp, anh ấy muốn mua một cây. Và anh này thì anh ở tận Hà Nội và anh ấy chia sẻ rất nhiều những thông tin Nam thấy rất là quý. Và những cái đào thất thốn thì hiện tại thì nó đã có mặt ở trên Tây Nguyên anh chị nhá, nhưng mà một cái đặc biệt đó là đào thất thốn lên Tây Nguyên thì nó rất dễ chịu hơn ở Hà Nội anh chị nhá. Đó, rất dễ chịu có nghĩa là thế nào? Đào thất thốn ở Tây Nguyên như anh chị thấy là cái đào 3 năm. Và không biết là bằng cái cách nào chăm sóc thì Nam có thể chia sẻ lại những cái thông tin sau. Nhưng với cái hôm nay là ngày 30 tháng chạp anh chị nhá. Và với những cái bung, cái nụ hoa mà nó nở từ hôm mà Nam mua cây đào này về, tức là rằm tháng chạp anh chị, thì là cũng đã hơn nửa tháng rồi. Và đây là những cái bung đào đầu tiên nó nở, và hôm nay thì mình có thể nhặt nó đi đây anh chị. Đây, nó chưa tự dụng nhưng mà Nam có thể nhặt đi. Nhưng mà nghe nói là nó còn có ra cả trái này anh chị nhá. Đấy, nhưng mà không xa hết thì Nam cứ để lại để trải nghiệm. Mà thì những cái bông hoa đào thất thốn đây thì anh chị có thể thấy được một chùm hoa luôn, và những cái bông này nó mới nở đấy ạ. Nếu cho anh chị xem thì có thể là cái màu thấy nó màu nó thắm hơn, và những cái bông sau thì nó sẽ bạc hơn một chút nhá, và nó cứ nở lai dai anh chị nhá. Đây, anh chị có thể thấy được là những cái bông này, cái nụ này thì chắc chắn là ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 là vẫn có đào nở anh chị nhá. Thì Nam có xem một cái video clip trên mạng thì một nghệ nhân lớn tuổi, và một nghệ nhân này thì nói về cái giá đào thì nghe rất là khủng. Và nghệ nhân nói thì sáng mùng 1 hoặc mùng chỉ cần sáng mùng 1 nó nở một bông, và chỉ không cần nở nhiều, anh chị chỉ cần chúm chím như thế này thôi thì là cũng rất thành công rồi. Tuy nhiên thì những cây đào ở Tây Nguyên thì anh chị đang thấy Nam đang sử dụng đang chơi một cây đào thất thốn là nó như thế này đây anh chị. Vâng, nó rất là đẹp nhá. Vâng, anh chị có thể thấy được là cái số hoa mà nó đã nở, và những cái đang chúm chím đây đã, những cái chú chím như thế này thì ngày này nó sẽ nở, và trong ngày mai thì nó là sẽ nở bung hết. Và Nam thì ngày mùng 1, mùng 2 thì chỉ hy vọng là những cái nụ này nó nở ra chị này. Đó, thấy chưa anh chị, thì cần tức là nếu như mà chơi trong cái số mà những người dành chơi đào thì phải nói là những người dành chơi đào chơi thất thốn, và người ta chỉ hy vọng là một vài bông anh chị nhá, một vài bông nó nở trong ngày mùng 1 thôi, chỉ ngày mùng 1 và mùng 2 thì cũng đã rất là thành công. Và đây anh chị có thể thấy được là một vài bông thôi nhá, nó chúm chím ạ. Vâng, chúm chím. Và Nam năm nay thì Nam rất là vui, và Nam để ngay ở chỗ nơi làm việc luôn, góc làm việc của YouTuber luôn. Vâng, anh chị có thể thấy được, và lộc lá của nó đây ạ, lộc lá của nó này anh chị có thể thấy được rất là đẹp nhá. Đấy, những cái nụ đang chúm chím, và những cái bông này ở trong cái khóm lá xinh xanh thì nó sẽ điểm một cái bông hoa rất là đẹp anh chị nhá. Đấy là thất thốn. Và tất nhiên rồi, khi mà cái đào này á, nó đến một cái vùng miền khác, thì hiện tại đào này ở trên Tây Nguyên á, anh chị nhá, thì nó sẽ có một cái khả năng thích nghi tốt hơn. Và theo như một người khách ở Hà Nội mà gọi điện cho Nam thì
Anh này anh chia sẻ rằng là ở Hà Nội trồng đào thất thốn rất là khó, tất nhiên là nó dịch cực là quý và rất là đắt tiền. Thì qua các thông tin này thì hy vọng là các nhà vườn, anh chị nào mà ở Tây Nguyên, đặc biệt với các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum mà chúng ta phát triển được cái giống đào này, và nếu như mình trồng ở Tây Nguyên nó phát triển tốt như thế này, và đây là kết quả, đây anh chị có thể thấy được đúng không ạ? Thì Nam không có nói bằng bằng văn, mà đây là Nam chia sẻ luôn một hình ảnh và cái thông tin. Thì có nghĩa là chúng ta phát triển được những cái vườn đào như thế này và chúng ta nhắm đến một cái thị trường Hà Nội thì cực kỳ là ok. Bởi vì sao? Bởi vì mai nó ở Bình Định nó ra rất là nhiều, và cái thị trường chơi mai ra Hà Nội thì cũng hầu như là cũng bán hết anh chị ạ. Và năm nay thì Nam đi chợ hoa Tết, Nam thấy một cái cảnh tượng là chợ hoa Tết rất là nhiều đến ngày 29 30, nhưng mà mặc dù mai nở rất nhiều nhưng vẫn không có nhiều khách mua anh chị nhá. Không biết thì ở những chỗ anh chị các bạn thế nào, nhưng chỗ Nam tức là ở Kon Tum thì mai còn đang còn rất là nhiều. Và sáng nay thì Nam có nhận được một cái comment từ một người xem video clip của Nam, thì người ta nói hãy khuyên người trồng mai cho thuê mai chứ không nên bán. Bởi vì một cây mai rất là đắt như vậy, mua về chỉ chơi trong mấy ngày Tết và sau chúng ta bỏ đi cực kỳ là phí luôn. Vậy thì với những cái giá đắt như vậy thì chúng ta có thể là cho thuê anh chị ạ. Và cho thuê rồi sang năm chúng ta lại là mang về trồng thì nó sẽ có giá trị hơn. Đó là một trong những cái chia sẻ của một anh xem trên kênh của Nguyễn Văn Nam TV. Và quay trở lại một chút, đó là cây đào thất thốn. Thì Nam lại chia sẻ lại anh chị, đó là cái cây đào, mà cây đào thất thốn này thì ở Tây Nguyên thì nó đã được luyện 3 năm anh chị nhá. Đấy, thì và một cái giá rất là hợp lý ở với cái thị trường ở Tây Nguyên, một cái giá rất là hợp lý. Từ Nam chia sẻ những video trước tức là nó có 700 đến 1 triệu thì nó là rất là dễ chơi anh chị nhá. Thì với cái giá này thì cũng ok thôi, không vấn đề gì, nhưng mà với một cái đào như thế này thì theo như chia sẻ của một anh tức là xem trên kênh của Nguyễn Văn Nam TV, thì anh ấy nói là một cây đào ở Hà Nội, những cây đào này ở Hà Nội tức là giá anh ấy nói là như anh ấy thì không có cửa luôn anh chị, không có cửa để mơ về những cây đào thất thốn. Bởi vì đào thất thốn và đào Nhật Tân thì cực kỳ đắt. Thì như anh chị và các bạn xem thì ở trên mạng thì một cái nghệ nhân già 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 bác này bác đã bảo là tới 80 triệu tiền thuê một trong một những ngày Tết. Và cái đào thất thốn thì nó rất là hiếm ấy chị nhận, mặc dù là như vậy nhưng mà những cái đào thất thốn nhỏ nó cũng rất là hiếm kia. Bởi vì một cái thị trường rất rộng lớn và dân phía Bắc tức là khách chơi phía Bắc thì họ săn đào là nhiều anh chị nhá. Đào mà phía Bắc đào Nhật Tân ấy, nhưng mà đặc biệt là những cái đào thất thốn là quả đào quý. Và anh chị và các bạn là nếu như mà quan tâm thì hãy vào xem những các cái video clip ở trên mạng, và đặc biệt là những cái bài mà người ta bình luận và người ta nói về những cái cách chơi phong thủy của đào thất thốn ấy chị nhá. Thì anh chị có thể biết được cái là cái giá trị của cái đào thất thốn. Và Nam thì bản chất thì về phong thủy thì Nam cũng thích những cái màu như thế này, màu hồng hồng đỏ đỏ với những cái ngày hương vị ngày Tết thì Nam rất là mê. Vậy thôi, thì chỉ đơn giản là những người đam mê mà anh chị ha. Thì tất nhiên là có những người thì không thích đào thì thích mai, cái chuyện đó là bình thường. Nhưng Nam nghĩ thì với một cái thông tin vâng chỉ rất là nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ là mang lại một cái giá trị lớn nếu như anh chị quý vị cô bác mà chúng ta biết tận dụng thì rất là ok. Bởi vì năm năm nay năm đi ra chợ hoa thì thấy một cái cảnh tượng là hoa rất là còn rất là nhiều nhưng cái giá cũng khá cao, ví dụ như tầm 3 triệu một cái cây đào, một cây mai, hoặc là triệu mấy một cái cây mai, hai ba triệu một cái cây cây đào và cây mai cũng bình thường thôi. Thì Nam cũng thấy là mà cái số lượng khách mua rất là ít đấy, nhưng mà trong đó có một cái ngách thị trường thì người ta lại rất thích chơi những cây đào này, mà đặc biệt là ở Hà Nội ấy nhỉ nhá. Thì sau quý vị bà con và những người trồng vườn chúng ta lại không quan tâm ạ, đúng không? Chúng ta quan tâm chúng ta phát triển những cây đào này. Và như thực tế thì anh chị và bà con có thể thấy được là cái đào nó ở Tây Nguyên nó phát triển như thế này đây đấy. Thì Nam đến một nhà vườn, Nam sau Tết thì Nam sẽ tiếp tục đến những nhà vườn, Nam sẽ review cho anh chị và bà con và các bạn những cái video clip như thế này về những cái đào thất thốn, cái cách chăm sóc những các cái mà cái vườn đào người ta làm, cái quy trình người ta trồng và chăm sóc và là luyện cây như thế nào. Đấy, phải dùng cái từ luyện cây luôn anh chị nhá. Đó thì cái kết quả của một cái nhà vườn người ta luyện sau 3 năm mà những cái đào như thế này và lại chưa có thị trường, thì theo như Nam biết thì Nam theo dõi thì
hiện tại cái đào thất thốn thì ở nhà vườn đang còn rất là nhiều, nhưng mà bây giờ mà chuyển ra Hà Nội thì không kịp nữa rồi anh chị. Đấy, một cái thị trường người ta rất cần và một cái nơi thì lại có cây phát triển nhưng người chơi thì lại chưa hiểu, chưa biết anh chị. Thì Nam cũng có một cái video clip đó là Nam nói rằng đào lạ và nhiều người chưa biết thì đây là đào, chính là những cái đào thất thốn đấy chị nhá. Đó. Thì một chút chia sẻ sáng ngày 30, cũng hy vọng là chúc anh chị, quý vị và các bạn có một năm mới là sức khỏe tràn đầy niềm vui và chúng ta sẽ luôn gặp may mắn và sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe bền bỉ. Và Nam hy vọng là Nam sẽ có một cái thông tin cung cấp và đến quý vị bà con của các bạn theo đúng như cái tiêu đề trên kênh, đó là Nam chia sẻ đam mê và kết nối cộng đồng. Quay lại những cái thông tin này thì những người chơi đào thì có thể biết được là ở Tây Nguyên thì họ sẽ có những cái nhà vườn họ phát triển ra những cái đào 3 năm mà nó đã cho hoa và cho hoa rất nhiều thế này rồi anh chị nhá. Thì hôm nay là 30 thì những cái bông hoa này thì nó đã ngày mùng 1, mùng 2 thì theo như nghệ nhân nói thì 1-2 bông, nhưng mà với Nam thì chắc là 3-4-5 bông, có thể là nhiều hơn nữa anh chị nhá. Thì nó nở vào trúng mùng 1 Tết rất là ok. Và mùng 1 thì chỉ có làm một ly nước lọc ra rồi bắt đầu ngồi nhâm nhi và ly cà phê là ngồi nhâm nhi và ngắm hoa đào thất thốn thôi anh chị nhá. Đấy thì tại sao có một thị trường Hà Nội họ đang cần như vậy thì tại sao lại anh chị và các bạn chúng ta lại đi trồng những cái hoa mà gọi là chúng ta bán rất là khó mà lại với là cái giá rất là cao mà nhiều người mà lại không nhiều người người ta lại không muốn là phải mua mà người ta muốn thuê. Vậy thì cái đào thất thốn thì cũng vậy, đào thất thốn thì ở Hà Nội có một cái thị trường để cho thuê luôn anh chị nhá. Vậy là chúng ta nên là lưu ý, và bà con cô bác cũng lưu ý là chúng ta hãy ngoài cái việc trồng những cái cây mà thật đẹp thật to để cho thuê ở cái giá rất là cao, chứ với những cái khách mà kiểu như là khách VIP thì chúng ta có một cái thị trường đó là những cái đào nhỏ nhỏ mà nó lại cho hoa rất là đẹp như thế này với cái giá là rất là bình dân thôi thì cũng rất là ok. Thì mà một cái thị trường họ tìm kiếm rất là nhiều, đó là cái thị trường Hà Nội gì nhá. Đấy thì hôm nay thì Nguyễn Văn Nam TV xin chia sẻ đến quý vị bà con và đặc biệt là những người trồng đào. Chúng ta hàng năm thì cứ mỗi năm Tết thì chúng ta lại đi bán đào và lại có một cái có năm thì có niềm vui nhưng có năm thì chắc chắn là ví dụ như nó thừa đào ấy chị, phải chờ đến đêm 30 rồi lại phải đưa lên đưa xuống, và những cái đào đó là Nam nói là đào thường ấy chị nha. Thì hiện tại trên thị trường và đặc biệt là thị trường bình dân, ví dụ Nam thấy ở Kon Tum thì chưa hề có cái đào thất thốn. Và cái bác trồng đào mà Nam biết đây thì bác nói là nhiều người còn chưa biết đào thất thốn. Và theo thông tin Nam biết được thì hiện tại đào thất thốn ở trong vườn còn đang còn rất nhiều những cái cây như thế này. Và rất tiếc Nam rất là bận chứ không thể Nam sẽ vào Nam review những cái video về đào thất thốn để gửi đến quý vị anh chị và các bạn. Vâng, video của Nam thì xin kết thúc ở đây, và với hy vọng thì Nam cung cấp đến quý vị bà con các bạn những cái thông tin rất là nhỏ nhỏ để kết nối cộng đồng, để kết nối những người trồng đào, những người chơi đào để biết được một cái thị trường có một cái cây đào nó giá rất bình dân mà nó rất đẹp như thế này. Và đặc biệt những người trồng đào thì chúng ta nên nhắm đến một cái thị trường họ rất cần tiềm năng, đó là thị trường Hà Nội anh chị nhá. Vâng, người Hà Nội thì họ rất thích chơi đào và đặc biệt là đào thất thốn. Họ đang tìm rất là nhiều những cây đào quý như thế này. Vâng, xin chúc quý vị anh chị các bạn những giây phút hạnh phúc và một đón một năm mới an khang thịnh vượng với gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video clip tiếp theo. Bye bye.